Một chi một là 20g, hai chi hai là súc sinh nương, bốn chi một là khoai tây chiên, năm ngón tay xịt đeo. Wow, hello tất cả mọi người luôn nha. Thì chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh VV Official. Trời ơi, hôm nay mọi người thấy bà dê đó là học sinh học A luôn không? Đeo thêm cái mắt kính nữa thì tất nhiên là mình phải đi học rồi. Nhưng mà chẳng lẽ tôi đi học mình nữa mới đẹp quá. Đi học một mình đi. Đi đâu đấy anh em? Thì đang đi vòng vòng chơi trong nhà hay có gì đâu. Vậy hả? Ủa, đâu phải sinh nhật tôi đâu, sinh nhật tôi qua rồi mà. Ở dưới đây tào lao hả mà. Bảy bữa không. À trời đổ rồi, đi học rồi sách vở rồi. À đúng rồi, đi học có tập vở nè, cái này nè. À cái gì mà tập viết 3 tiếng Việt lớp 3 vậy? Hả? Ủa em nhớ anh biết viết, biết chờ đọc 3 tiếng Việt gì đọc gì đó. Thì lâu lâu anh ôm lại tuổi thơ, học lại ba, coi sao. Thì ra là vậy em ạ. Ủa mà làm cái gì hôm nay mà chắc tin chứ bóng vậy? À kệ tôi đi học mà, cái gì đây? Cái gì đây? Cái này là đồng hồ anh mới mua xịn lắm. Ơi thử đi. Đẹp chưa? Hả? Hình em à. Ủa đâu phải. Trời, hôm nay đi học ngày đầu tiên rồi giả bộ cho tôi mượn đồng hồ tôi đem nhìn cho nó sang trọng xíu đi khoe với mấy bạn á mà. À thì cái là vậy. Hôm nay anh cũng đi học, em cũng đi học, thôi mình đi học chung đi anh. Tại vì em nghe đồn là trong Lee Together có cái môn học mới đó. Sao được? Bà học giỏi quá trời, tôi học sao lại bà? Đâu là bữa em thù anh đó. Hay quên. Bà dê là đâu có học lại tôi. Cũng chưa chắc đâu nha. Anh mọi người cứ xem cái clip coi ai học giỏi hơn cho mọi người. Còn bây giờ thì bà Dê sẽ vào luôn. Nhưng mà trước khi vào clip mọi người nhớ ai người nhớ nhấn đăng ký ủng hộ cho bà Dê nha. Đúng rồi, và mọi người nhớ thả tim cho anh Đức với bà Dê trên Lê Chu Gia Đời mỗi ngày nha. Cách thức thả tim cực kỳ đơn giản. Đầu tiên thì chị em và phần bạn bè qua một tìm kiếm gõ chữ VV Official 98 sẽ hiện ra một cái nick có dấu tích xanh, thì chắc chắn là nick thiệt của bà Dê nha. Còn những cái nick mà không có dấu tích xanh là tất nhiên là fake, nên chị em nhớ nè nhẹ rồi giúp bà Dê luôn ha. Rồi chị chỉ cần nhấn thả tim là ok la luôn rồi. Bây giờ vô thôi. Vô à, vô. Hả? Quẹ quẹ quẹ. Trời ơi, bộ bà làm như bà ra đường mà sợ giang hồ cướp bài sao? Trời ơi, chắc ăn mọi người. Nói chung là đi học mình cũng sẽ đi xe viết và viết xíu nha. Thôi giờ không đi xe cảnh sát rồi, đổi xe rồi. Mình đi xe mui trần ở này. Trời đất ơi, đây là chiếc mui trần siêu màu đen ngầu lò luôn chị em thấy quê cho. Trước khi đi học thì mình dạo sương sương, y đi ăn sáng đi anh. Yeah, mới biết hành mini cho nó như con xe nè bê. Chạy xe có chút chiếu vậy? Ủa, giống hai chị em mà vậy? Trời chưa sao. Buổi sáng thì bà Dê quyết định là sẽ rủ anh Đức ăn bánh mì súng sinh thơm ngon. Có bánh mì pate không? Hai, không có bánh mì pate, có bánh mì súng xích phô mai à. Em sẽ mua một cái bánh mì súng xích phô mai để em ăn sương sương nha anh ơi đó. Trời ơi, đi xe hơi mà ăn bánh mì bà ngủ quá à. Trời ơi, mình phải tiết kiệm, mình mới có tiền mua xe chứ mọi người. Trời ơi, ai chứ bà quê không tiết kiệm ăn xét, lấy tiền mua xe hơi, mua trần đi được. Chứ sao chị em thôi, bây giờ bà Dê sẽ lớn xe vô trong trường luôn nha, để đi học ở đó. Trời ơi, bà Vê bà thông xe vô trường một cái rồi là tôi bị mất tích luôn. Không sao mọi người, tiết đầu tiên là tiết toán cao cấp nha. Bởi vậy mình sẽ lên đi, mình học toán, không biết mình có bị trễ học không nữa anh ơi. Lo đi mua bánh mì không hà. Không sao đâu, đi bánh mì vô trong lớp rồi ăn luôn cũng kịp. Hình như là mấy bạn đi học đâu quá trời luôn. Ê, đi chạy qua đi ngồi kế bà Vê. Rồi, nhớ kế như thứ tự ca anh đã ba bốn năm ba. Mà làm mẹ vậy? Rồi, xong hết tiết. Trời ơi, bị điểm én rồi mọi người. Cái tội mà đi học trễ lo mua bánh mì á, cái bị điểm én rồi. Phải mà lấy xe mà đi dạng làng phá sớm mà. Không sao đâu, tiết toán thì không sao đâu. Giờ mình sẽ tới tiết cái ui, có tiết nối hình vẽ và tiết kết hợp thẻ là hai cái tiết mà mới nè anh. À thì ra hôm nay có cái mới nên bà rủ tôi vô học chung với bà chứ gì. Đúng rồi, để thử xem cái nhân phẩm và cái sự mà học giỏi của chúng ta là đi được tới đâu rồi. Ủa sao trên đầu tôi không có chữ học sinh gì thôi? Ủa gì sao? Ủa sao kỳ vậy chứ anh chọn gì? À chắc nãy anh không chịu chọn đó. Bà Dê mày đi đâu rồi? Trời bên đây, ơi, bên đây, bên đây. Tôi nhảy lên đây tôi ngồi chung với bà. Trời đất ơi, anh đem theo con nhỏ gì bánh bèo vô dụng dễ thương quá vậy. Con heo tôi á, đợi nó lớn gần sắp Tết tôi làm một cái nồi thịt khô và tôi thả nó vô. Ê, bậy rồi, nuôi thú cưng là không có ăn thịt nghe. Dạ, vài bữa chỉ xem nuôi chó đi. À, cha cuốn cô teo mọi người, mon bà sữa đi heo học chung bà Dê quá cô teo luôn. Bây giờ đây là giờ dễ lao nên mình không thể nào mà mình học sương sương được, bởi vậy mình ngồi mình nhảy. Mình trời nhảy bên đây mình chị em ơi. Trời nhảy rồi mẹ. Trời ơi đúng nhảy cũng đồ đa anh đã thì ghê rồi. Ờ tôi thấy còn bún mắm nữa kìa. Đâu bún mắm đâu? Tự nhiên thấy xẹp bún mắm quá. Trời ơi
cái này là tiếc. Hình vẽ là sao tôi không hiểu lắm. Em biết nữa, này lần đầu em chơi luôn anh. Kết nối các hình giống nhau bằng đường thẳng. Mọi người. Cái này là nghề của tôi mà tôi không biết. Trời ơi, sướng luôn. Trời ơi, chơi. Trời, im lặng, tập trung học anh. Tôi đang gây thân tâm bà để tôi thắng bà chứ. Trời đất ơi, kỳ vậy. 3 combo mọi người, 4 combo, 5 combo, 6 combo, 7 combo, 8 combo, đồ. Ê, nhớ rồi, giờ sao dễ đây đây. Bà cứ dễ đường thẳng thôi, đây nè. Ồ, ủa rồi sao dễ dính đây à? Trời ơi. Ơ, nhưng mà dương dấu ý ra rồi. À, hiểu rồi mọi người. Hiểu rồi mọi người ơi. Trời ơi, bà Dê chơi của bắp quá à chị em. Rồi, ok la liền luôn nghe. Ok la liền luôn nghe. Trời, không biết mình có thắng nổi không nữa nè. Trời đất ơi, thấy khó dữ thần luôn chị em ơi. Thế thì dễ cũng chết quá. Ủa vậy hả, thấy cũng dễ ha. À, rồi, ơi da 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 da. Từ từ bà đi, mà gọi là bà biết đường đi bà đi à. À, chị em có chơi cái trò này hả? Tiếc. Trời đất ơi, được có 13 ở cái combo hàm điểm B cộng á. Anh điểm gì vậy? Tôi không có điểm gì luôn á. Ủa, anh điểm B cộng mà. Quà vậy là đất với bà Dê à. Tôi giờ ăn rồi, đã quá, đi ăn đi, nó bụng chết rồi. Ok luôn, bây giờ mình sẽ ghé qua căn tin nha chị em, để mình ăn sương sương các kiểu đó. Căn tin có bán phá lâu. Ủa nãy em kêu anh mua bánh mì để chưa ăn mà anh có mua không vậy? Có mua đâu, có bà mua, tôi có mua đâu. Ủa vậy hả? Trời ơi, cái gì mà dãy lên cái đống đồ ăn hôm nay vậy bà Dê? Trời ơi, bà đứng đây, tôi kiếm mua gì tôi ăn ơi. Rồi, mua đi, em là em ăn bánh mì hồi sáng em mua nè, anh ơi, rất là ngon luôn. À, đây, bánh mì. Tôi mua được cái này rồi, nó chính là món mì với sốt gà. Trời ngon vậy, đâu, cho em coi với coi. Đây, đây, để tôi leo đây, tôi vào tôi ăn với bà. Trời, sao anh mini chút xíu vậy? Okay, ăn mì đi, em đi. Ăn đi, trời, quá ngon luôn chị em ơi. Bánh mì bà đâu? Em ăn hết rồi. Tính trắng miếng để coi lấy hương vị. Này em ăn thêm cái đùi gà nữa nha. Trời ơi, mà ăn dữ vậy. Trời ơi, đói bụng quá mọi người, học hành xíu là cái đói dữ thần luôn à. Bà Dê, hôm nay có một game này nha, để em đem lại cho Dê ăn nghe. Đâu kìm đâu, ui kìm bà đi. Kìm bà đi tính mua trong nhà Noel mà ông đi ngủ rồi nên bởi vì trong Dê ăn. Trời ơi, cái tia vậy ta, tại vì cái hôm nay hả, đi học còn được ăn kẹp kiếm đó mọi người. Có cái này bất ngờ cho bà nữa nè, bà để ý chuẩn bị nghe. Gì vậy? Đó chính là tôi sẽ gửi cho bà một trái tim. Wow, nhận được một cuốn sách từ thằng đất kim ơi là mọi người. Trời ơi, thả tim cái bên luôn thấy ghê không ạ. Ở giờ ăn chưa hả? Bây giờ mình đi vô lớp học sớm đi anh. Tiết tiếp theo của mình là tiết 3 sẽ là thư viện đó. Bây giờ em sẽ đi qua thư viện để em học hành cho đàng hoàng. Chứ nãy giờ được điểm F và điểm B cộng hết su cà na rồi đó. Bây giờ mình vô thư viện chị em. Ủa anh cứ đi theo, dạ lớp học bắt đầu rồi kìa. Đang chạy theo bà đi nè, từ từ. Nhanh lên, nhanh lên. Chăm lớn thư viện nè. Ê, giờ tôi ngồi sau lưng bà luôn nghe. Ủa gì hả? Hồi vậy em ngồi kế anh luôn nha. Yeah. Nè, chị qua đây nè. À, em ngồi đó đi, chị qua ngồi kế. Ê, bà kia bà ngồi coi. Thôi vậy ngồi đây nè. Ngồi, ngay ghế này nè. Đó. Ủa, ngồi ghế, ngồi vậy. Được mà. Ủa, cái bà này bắt ngồi luôn rồi mọi người. Ủa, lẹ đi học anh ơi. Vàng nè, đỏ nè, đen nè. Bà Dê phải tập trung nha. Trời, tất nhiên tập trung rồi nè mọi người. Rồi là căng thẳng đen đỏ vàng đỏ xanh đen. Trời lẹ anh ơi, anh là phải là tập trung anh mạnh mẽ. Trời, cái bạn kia nhanh quá vợ. Trời, đúng nhanh luôn mọi người. Đã nói ghê chưa. Ý là bé hàng ba nè. Trời ơi, tôi hạng lá tám, vậy sao hôm nay tôi học dở vậy trời. Trời ơi, vậy nhắc là quá không đi học á, cái bị mất vé học rồi. Không phải đâu, tại hôm nay học với Dê trên giường. Trời, đừng xạo nó nhường gì. Đó, em được điểm A cộng ta. Ủa, được điểm A cộng ta. Trời ơi, giỏi quá vậy, tôi cũng A cộng luôn đi. Trời, nó cũng A cộng luôn, quá xịn xò luôn mọi người. Vậy bây giờ là giờ dễ lao, nhưng mà mình vẫn sẽ vô lớp học tiếp. Bây giờ tiết thứ tư sẽ là kết hợp thẻ nha. Ủa phòng này luôn nè. Phòng này luôn nè. Thì đó, cái tiết này á là cũng là một trong những cái tiết mới luôn đó anh. À, hình
như là cái trò này trò mới, mấy hôm nay mình học thử. Đúng rồi. Bây giờ trong thời gian giải lao không mấy tôi với bà. Cái gì? Hả? Đi hỏi thăm mấy bạn. Hỏi thăm mấy bạn gì ở đây có hay đâu. Trời ơi, có cái bà bé trên gì bé đó mới chịu hình hai mình cả, anh dễ thương không? Yeah. Trời ơi, cô te chứ mọi người đó. Thả tim liền luôn nha. Đó, thấy cô te chưa? Hôm nay chắc bất ngờ được đi học chung với anh Đức và chị Vê. Quá là cô te luôn mọi người. Hôm nay Đức và chị Vê vẫn còn cái mùa đông á, nên vẫn mặc áo ấm. Vẫn mặc áo ấm. Bây giờ mình sẽ đợi. Mình đợi bên nơi luôn chị em đó. Mình đợi giữ thần. Chào bấy bà nha. Chào bà nha. Ôi trời, lâu quá. Có khi nào hôm nay cô giáo quên tới lớp mà mới để tôi đứng lớp luôn cho rồi. Tại vì tôi cũng có trình độ sư phạm, cũng thôi, có kinh nghiệm. Thôi. Dạ thầy Đức, thầy ăn chặn tiền thôi mà. Thầy không có nào dạy học đàng hoàng đó. Có gì đâu mà không dạy hả? Lớp của tôi vô toàn là làm thơ thả thích chứ mà, chứ có học hành gì hết chứ. Trời ơi, đây, bây giờ còn có 5 giây nữa là bắt đầu kết hợp thẻ nha anh. Cái này là anh phải ghi nhớ. Là sao không hiểu? Như cái này em chơi lần rồi, kiểu là mình phải ghi nhớ chọn và tìm cái thẻ giống nhau. Đó. Ghê hồn, thấy ghê hồn nè, tí xíu nữa mới gói nụi nè. Tôi. Ủa em nhầm rồi, nhớ thấy chưa? Lo nói chuyện cái quên đó mọi người. Đừng nói chuyện nữa mà tập trung mà chơi giùm tôi một cái. Đúng rồi, bình tĩnh mọi người ơi. À, rồi, quên mất tiêu rồi. Trời ơi, thấy chưa? Mình nghe xuống cành áo mọi người. Dạo này mình học dở ghê luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ cờ thơ thè nha mọi người ơi. Đó thì ghê chưa? Đó, đó, đó. Cái này là vừa phải nhanh nhậu mà nhanh nhẹn luôn. Cái kiểu con này đẻo đó mọi người. Đó, đó, đó. Ôi, quên mất tiêu rồi chị. Rồi xong luôn. Trời ơi, anh được mấy cơm bao giờ em thua hoài luôn rồi. Ý trời, bắt nhà mọi người. Trời ơi là trời, hôm nay đi học Sukana quá, chắc là trời lạnh quá, bởi vậy làm biến vậy. Nên hả mà đi học không có được nhiều lắm á mọi người. Rồi xong. Ôi lộn nữa ha. Lộn banh ơ luôn rồi anh ơi. Trời ơi, lộn tù lưa gì. Tù lưa tè le luôn rồi, thấy chưa, đỡ rồi. Ờ, chị em thấy bà dê sơ chơi Sukana cho chị em. Nhất cái nách liền luôn rồi, ok la liền luôn. Đó thì ghê hôm đà đà đà. Chị Dê vừa kết hợp vừa nhớ hình mà còn phải vừa nói chuyện nữa nên chị quê hay bị mất phương hướng. Đúng rồi, bà Dê hay bị su gần em mọi người. Rồi, rồi anh Đức hạng nhất cho coi. Điểm B. Ủa chị quê hay vậy? Trời ơi, em điểm B, anh điểm tới xe cộng rồi là anh thua em rồi. Cái cục cái gì? Trời ơi, cái trò này á hả? Hình như không có bạn nào được điểm A cộng luôn á, anh khó lắm luôn á. Yeah. Chắc tại vì các bạn còn nhỏ quá chứ nhớ không có được nhiều. Trời không dám đâu, mấy bạn nhỏ nhớ mới hay á, chứ giờ mình là muốn mất trí nhớ luôn rồi, tàn là não cái vàng không à. Rồi bây giờ tiết cuối cùng sẽ là tiết sinh vật nha chị em ơi. Bây giờ anh lên bàn đầu ngồi đó. Trời ơi, thường mà mấy người ngồi bàn đầu là học giỏi lắm phải không? À ha, cũng hên xui anh. Trời ơi, cái bà kia bà mặc nguyên cái bộ đồ mà bán mini chút chút chiếu à, mà bán chụp hình cả trời cơ cơ. Cái bà đi học sinh mà ai cho xài mắt phone vô trong đó chụp hình tụt lum cái gì? Cái này là phải nói cô giáo không cho xài điện thoại trong giờ học nghe. Rồi bây giờ mình sẽ còn 10 giây nữa thì sẽ tới tiết sinh vật nha mọi người. Tiết này hình như là phân chia tế bào hay sao anh? Phân chia tế bào, phân chia tế bào. Trời ơi, cái mặt tiền của tôi đứng lên, mà đứng phân chia mất tiền. Đó, tập trung nha. Đó, 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 đó. Rất là nguy hiểm luôn đó chị em ơi. Đó, bà Dê rất là vàng. Trời ơi, mỗi lần mà mình phân chia là mình nhớ cái nách liền luôn rồi rồi. À, tại vì nó hơi bị rối não đó chị em. Bùm 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 bùm. Ủa sao tôi chia tùm lum hết trơn rồi, tôi rung tay trời ơi, thấy màu vàng má ơi. Trời ơi, cố lên anh ơi. Cố lên, cố lên, cố lên. Mình học hành là mình phải đi đâu với thực hành đó. Sao dạo này tôi chấm điểm thi cho mấy em nhiều quá. Rung tay hả? Đúng rồi. Trời ơi, còn em là vừa đó chị, vừa phải gì đẹp mới khó nè đó. Ôi, mà cái cục vàng vàng này là hình như nó là quả trứng phải không? Không biết nữa, mấy cái tế bào thực vật gì đó anh. Còn cái cục màu trắng á là hình như là củ cải. Ủa trời, có cái màu đó luôn nè. Tí xíu là bốn màu luôn á. Gì hả? Em được 203 cục. Em hạng nhất hả? Anh hạng gì hả? Wow, đẹp quá ta, đủ điểm A luôn. Xịn quá, xịn. Nào em coi, em chụp lại cho anh coi coi, hồi nãy em được F, B cộng, A cộng, B, A. Yeah. Ôi, cái bản điểm của tôi đâu mất tiêu rồi. Nãy anh hát luôn rồi. Là biết là anh thua em rồi. Trời ơi, hôm nay bà Dê giỏi quá mọi người. Hôm nay
ba đấm sợ zombie cắn anh chứ sợ em cắn anh thôi. Cắn hả? Qua qua trời cũng đã tối sầm lại rồi, bởi vậy mà Dê và anh Đức quyết định lết về nhà để ăn tối sương sương cho cái bụng mình đã đói. Mọi người ăn gì em? Nhà bà có đồ gì ăn ngon không dạ? À cũng có nè, thôi bây giờ xin lấy cái xe này ra cho anh đi kiếm kia. Cái xe mà thịt chương của em á mẹ ơi. Phụ quá à, cái xe thịt chương này giống với lại cái xe Noel đó mà mấy bạn ba với lại anh có hết giờ, có mà đem chương có giờ. Chạy cỡ một vài ngày nữa là em có, anh lo gì. Ok, chừng nào mà bà ve tàu được chiếc xe thì bà Dê sẽ quay clip cho chị em xem liền luôn ha. Còn bây giờ thì bà Dê và anh Đức cũng xin kết thúc clip tại đây luôn. Nếu mà chị em nhà tôi có thích cái clip này á thì đừng quên là tặng liền cho bà Dê.